rất là bằng nhau. Bây giờ hãy mọc bạch thoải mái. Đúng kéo vào. Bởi vì khi mà mình nói là nhiều người, người ta nói là Minh, nhưng mà cái chiều dài cái tay mình là không, tức là Minh. Thì lúc đấy là có những cái năng lượng khác, mình cứ hỏi mình, em hiểu không? Nói là Minh đang đi lại hai đứa mình đi chơi. Hồng Minh. Bây giờ em đo năng lượng Living Energy. Em chỉ cần nói quốc Living Energy. Living Energy bao nhiêu? Ví dụ 150, 70. Em ra một sau đây cũng số. Living Energy. Living Energy chỉ đến 100. 100 nhưng mình là pin. Living Energy là cái Living Energy chỉ đến 100. Còn cái bộ chỉ số vô đích thì lại khác. Không hiểu không? Năng lượng sống như là mình là pin. Living Energy. Tức là nó lại trên đấy, nó còn river hoặc là ôn tiền, anh hiểu không? Được cái trên, nó không được cái trên, anh là basic level energy for slide stream, không được cái trên, tiếp tục cái trên, tiếp tục cái trên, áp tục, thôi tục. Chưa lúc đấy chưa xong vẫn chưa tiếp tục lên không muốn nói thì không được đấy. Nếu mà tiếp bằng tức là áp thịt thì nếu áp thịt nó cũng bằng thì mình thử đến cái khoảng kia đấy. Em thử từ giữa dao động giữa 90 và 95 thì sai em nói. Nếu mà muốn chi tiết, nếu mà như thế này là đúng, em nói đúng. Thùng rác kìa em yêu rồi, em có rác. Tuyệt vời, tuyệt vời. Học lỏm, học lỏm nó xuất sắc.